Mình đỡ đâu, mình đỡ đâu. À đánh luôn bạn, đánh luôn. Ui giời ơi. Ôi, chắc là tôi phải đánh một lít sàn va rồi các bạn ạ. Chắc phải thế thôi. Thật sự là tôi không còn sự lựa chọn nữa rồi các bạn ạ. Các bạn yêu ạ. Tôi vừa thẻ luôn 10 game, 9 game bằng rừng mình. Còn Hàn này toàn ra lane trước có lấy lợi thế thôi. Nó ít khi giúp rừng lắm. Nên là bọn nó hay ăn bãi chim ấy. Bạn rừng ngố nhỉ. Mấy cái đấy không biết luôn mà. Không có ai giúp là phải ăn bãi chim ấy. Thế à? Ừ. Để bọn nó ra lane, bọn nó lấy lợi thế. Bạn để ý con sâu giúp mình nhá. Con này mạnh lắm đấy. Ok. Mất mid này. Ăn đây rồi. Ăn sâu ra rồng luôn đi, bạn solo rồng đi. Sắp vào chết kìa. Sắp vào chết rồi, ăn rồng luôn đi. Ăn rồng lâu vãi. Tự sát luôn càng đẹp, dây đang vào. Dây vào cho bạn. Dây vào mà. Ui giời, bạn chạy cái đường đấy chết rồi. Flat. Ok, 2. Được bạn ơi, chơi luôn. 5 giây mình có rồi. 5. Cứ lên mình biết được, lên đi. Được rồi. Này. Chào được không? Rồi này, rồi luôn này. Ê. Ok, xong rồi. Mình đỡ đâu. À đánh luôn bạn, đánh luôn. Ui giời ơi. Mày tí nữa là bú bạn thôi. Bạn đi bot mình không? Đây, mình đang xuống đây. Xong rồi này. Giờ bạn cứ ganh hai cánh em, mình đẩy liên tục cho mình đi cùng. Để bot kìa. Để top thì thôi. Nó tanh ganh lắm gì. Bắn cứ phang đấy. Hay luôn Tú ơi. Mình đồ luôn này, sốc luôn. Ok. Hay bạn yêu ơi. Nít kìa. Bạn ơi. Lê lê được không? Không có lê đâu. Làm sao tao mít chết này. Này nó mất đấy này. Quả thật bot nhưng mà mất nhảy ấy, từ từ mình bọc nhá, mình bọc thằng ấy hết được rồi. Nó biết bạn. Này, thu bóc. Không tới đâu. Từ từ canh ngay thế này, bạn nhìn ngay thế này. Thằng nào được, thay luôn. Tú biết. Từ từ, bạn từ từ, để mình giữ đồ. Ôi. Nhanh em ơi. Được rồi, về đó. Lại. Về đi, lại. Mình có tê lê nhá. Ui. Thế mà chúng mình kìa. Bạn có phá không? Hết flash rồi. Sắp ngồi đò chưa? Hello. 40 giây. Nhờ vẫn đánh tiếp được, team nó hết rồi. Mình thiếu cái le đấy. Đánh nha, mình ra này. Mình bọc anh. Cứ đánh với nhau à. Cứ đánh với nhau à. À, tam kê này. Rồi, mình giết tam kê nó, bạn có gì biết đây đấy. Quên nào. Kiểu vẫn chưa tác dụng gì. Cái đau chính rồi, còn một chút tăng. Hai ngang một đạn. Đẹp rồi. Hai. Đánh không ạ? Đánh, vãn tam cây được. Đánh luôn đấy. Nhìn bọn bên kia nhá.
Nhìn bọn bên này, nhìn bọn bên này, nhìn bọn bên này. Alo, alo, alo. Mình đúp mày, mình đúp mày, mình đúp mày. Bạn thua à? Vai. Mày. Mày cover mình. Mày, anh nghĩ bạn thua. Thôi được rồi. Mình hết sạch skill rồi. Được rồi. Ok, 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 ok. Ê bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, kẹo này, kẹo này, kẹo này, kẹo này, kẹo này. Đánh cái bạn đánh cái. Mình đứng cái mình sẵn cái. Mày đã bị lừa. Mất 2 lát. Rồi chết hết. Một giây sau đít nhá. Được mà ăn. Mày ăn cái pin giờ quy của con cá mà. Đánh đồng 4 bạn à. Hơi ngố đi. Thề luôn cái bọn Hàn này đánh con Smolder hay vãi lìn. Ừ, hay thật đấy, nó cứ còn lướt là lướt. Tôi thề tôi đánh thách đấu Việt Nam thằng nào đánh được con Smolder này trừ mấy thằng pro player thôi. Có đâu mấy ông Việt Nam đánh mấy con này đần vãi lìn đấy. 30 phút có đam. Bảo mấy thằng Hàn này khiển. Nó lả lướt đấy. Ừ, nó lả lướt mà nó nhiều đam thế nhở. Kiểu gì. Anh em xem tôi đánh đánh Việt đấy. Ít khi gặp mấy con Smolder biết chơi lắm nhá. Kiểm soát Baron bạn ơi, mình ăn Baron nữa, mình chủ đoán Baron được, bọn nó yếu lắm, mình cứ ép bọn nó ép ăn luôn, ép ăn luôn đây, mình đúng. Mình đánh nhau luôn, ép bọn nó là mình win bạn ơi. Rồi, yên tâm. Thoải mái luôn nhá. Làm tạm đấy. Thoải mái luôn nhá. Ui, con Smolder nó bắn kìa, ui. Ui! Nhà mày! Con rắc nó ngoáy kìa! Bạn cười đấy! Con rắc nó ngoáy! Con đâu? Ui! Nó ngoáy bạn đấy! Ui! Trông bạn ăn nhiều nhưng mà cảm giác nó vẫn thế! Cảm giác nó không hơn gì mấy! Thường cũng thế thôi! Bạn đòi một... đánh rừng mà mình hiệu quả như này, mà bạn cứ đòi nhiều hơn. Nói chung là trận này đỡ hơn trận trước rồi. Trận trước ao 4 level mà đánh được. Gì? Ai á? Đánh được rồi. Ai? Về đi. Không có đâu. Khó đấy. Cứu mày. Bạn cứ bait đấy, Đông hơn một tí đấy. Đông hơn một tí nữa đấy. Đông hơn một tí nữa đấy. Này Kama. Qua đây. Sao đó? Qua đây. Ăn anh em tao. Qua đây. Chạy đi. Chạy đấy. Mình tê lê chặn đầu. Chặn luôn. Chạy đấy. Ăn đấy. Chạy được à? Mình đúp luôn. Thôi. Mình còn đồng hồ nguyên. Châu đấy nhở? Đánh... Châu đấy nhở? Vẩn mắt chết. Các bản cái binh của bạn, bạn tự tin đánh mấy con kiểu Javan Lee Sin ấy. Xem đây, do cái binh 90 nên là mình vừa áp lực bởi cái binh, vừa áp lực bởi cái tướng. Những con tướng ấy, cái binh 90 đánh không nổi bạn hiểu không? Lee Sin Lee Sủng đánh vào việc được. Cái trình độ của mình nó khác. Trình độ. Mình đi công việc các bạn ơi, mình đi công việc. Lại đi chơi cờ vãi thật. Đâu đi xem phim.
Lại mày hẹn vợ đi chơi. À đấy à? Ờ, để tôi đi đi nhá. Chơi nhá. Ừ.